Cha tới chứ. Nhưng mà cha Tâm tới, còn cha Phúc thì tới trễ. Cha Phúc đi với cô Sino. Trời ơi, nóng ở trên Sheraton mình còn chịu nổi mà. Ở đây anh thua gì? Anh đưa cho em. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc, xài dĩa này luôn đi anh Ngọc. Em muốn mượn một hai cái để em xem này, sợ xài hết không có đi ăn. Em bán có đi nhiều cái. Chị phát lên trên cái chị để giữa đây này, trên đấy hình như có cái này rồi. Này, cái chị này kêu có ăn là có mặt ngay nè. Chị này nè. Thế hả? Tại sao? Cái chân thì què nè. Cái chân thì què, cái miệng ở đâu có que. Chính xác. Đó là cái này là miệng là mình chỉ hát được mà. Vui nhớ chị. Hello Yến. Hello bác. Hôm nay mới có chị Sang nè, chị Sang chẳng được đi. Chị có hoài. Đâu ăn mà chị có hết. Rồi xong chưa? Phê ta xong chưa? Ngồi nhậu đi á, bia đi á. Cái gì vậy anh Ngọc? Anh em ơi, ngồi xuống đi. Anh em mình ngồi đi. Gió mát mà, trời. Chỉ còn cộng nó thôi với lại cha thôi, nhưng mà nghe nó tới trễ. Ủa gia đình Hà chạy đâu rồi? Không tới. Đâu đi, còn thấy thấy đây. Ngồi đi, ngồi đi. Nếu ai thấy được, tới rồi. Đó gì? Chua hả? Chua, đồ ăn này. Hấp dẫn chưa? Ô mẹ cái này là say chết đi. Lấy ra ngồi hết rồi. Uống luôn bây giờ chứ. Cậu biết à, bia đừng có lấy trước để bây giờ uống cái xịn chạy người ở trái. Bây giờ cậu biết cái xịn chạy người ở trái. Uống mẹ đi, nhích công nó khỏi. Ừ. 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 Đồ ấm thôi, chạy ra làm hai con két nữa. Đồ ấm. Đồ ấm nó lấy cái két. Đồ ấm kêu Việt nó chạy đi nó lấy. Nè, Việt, Việt chạy đi lấy két, hai két nó được. Còn bao nhiêu? Hai két. Hai két. Đủ hai bia bia, không uống nhiều đâu. Đây toàn là người ăn không uống bao nhiêu. Rồi ngồi đi, ngồi đi Thanh. Dạ. Hả? Bỏ rồi, không cái này mới đưa liền đấy. À, chúng ta không có chờ cha nha. Cha tới lúc nào thì tới với con, chúng ta không có chờ cha đâu. Rồi. Ở bên à, chị Liễu ơi, ở bên chị Tuyền còn cái lầu nữa nha. Nghĩa là mình ăn xong rồi mình chạy qua Tuyền ăn lầu. Không phải, mang qua đây giờ. Ủa ngồi thôi. Ờ ngồi đi. Tạm xuống đi anh em ơi. Ờ, thank you. Không, anh Minh. Happy New Year đi. Happy New Year anh em. Uống mình mấy cái tên kia.
Ngồi đi anh ngồi. Mẹ ra ngồi gần cái thầy đi. Mẹ ra ngồi gần cái thầy đi mày. Thôi anh em mình ngồi đi chứ. Đứng mình. Dạ, mẹ cứ ngồi gần cái thầy đi không sao đâu. Cho mẹ mượn là mới ra. Mượn là mà tiếng hồ. Nhớ hôm nay này. Trên chơi ra tình mà anh em mình còn chịu được mà. Đấy anh đua gì. Wow. Đây, cảm ơn nhiều, cảm ơn mọi người, nhất là cảm ơn mấy cái chủ hộ này, cảm ơn chủ hộ, cảm ơn Chiến, à, họ tấn chó không nên qua đây hả? Ê, cái bộ Nhật Thơ không? Bằng qua tôi đi đâu đi mua bia hả? Đây tiền nè anh nè anh Minh đóng góp này cho xem đồng hồ chia ra gì làm hơn cho nó thông cổ đi chúng nó tính tới chia có chí ra chưa chí ra trời ơi làm trái nó còn nhòi gì. Cứ ăn đi, ai tới trước cứ ăn đi, không có chờ đợi ha. Sao đâu. Của anh Tuấn đâu chị Vân? Cho nó chờ giá cả, cho nó chờ lẩu, vô trong hai không?
Em vô kia ngồi với tiền. Bốn người tí mà. Có cái sleep in bag sang xe sẵn rồi. Có mỗi mình em đi à, có một chạy một chiếc xe đi thôi. Đi cả ba miếu đi đó. Có bữa hàng ông sáng ai nói là không có. Lên cái cười anh bay là không, họ không đeo mát. À, đưa cho mình ăn cũng vậy. Rồi cái sợ đi rồi lỡ bao quá không về được. Mình xuống mình đeo mát sao cái mình thấy thôi, đau khổ quá. Mình không quan trọng bạn của mình anh đâu. Tất cả mọi người tôi lại tính đồ, nếu mà ra lên lót đâu cái là phát tin đồ về liền. Không, không bao giờ, tại vì anh về nhà anh mà sao lót ra được. Người ta không cho mình từ đây về dưới kia, chứ còn dưới kia lên đây thì sao mà không? Mình không phải từ đây mà. Về cái tiền tại nhà thôi. Ai khóc? Chiếc tài nguyên nó cũng lóc. Đúng rồi. Người ta không muốn mình xuống đó thôi, chứ còn mà lên lại. Còn bây giờ người ta mới đang buồn bằng bí á. Thì nó mới có mang tiền, bao nhiêu bác giữ em đi, bác giữ mình đéo phận về phố, bác giữ cao hay sao? Dạ, nói ra trong lớp nào á là cấm mấy người bên co rồi khác mình đắp vô ai vẫn có chưa trường hợp là nó nói là cái bệnh hay những chuyện khác còn không ấy mình tính là từ ban này tiền đó đi rồi nhà mình ở đây mình con phải con làm trở về để mình ra bên ngoài trước khi nó lóc đào còn không chuyện gì. Về xuống Việt Nam về tới cái qua khỏi cái là cái kêu á, kêu cái phật thì nó lắc đầu cùng cái gì của mình thì qua khỏi cái mai rồi là kêu. Chị biết nhà cậu không? Lúc đó là nếu mà bạn từ anh Hùng thôi đi xin chuyến đi cũng đẩy về đó là rõ đúng lên mà nó là đi đó là rõ cái này là dưới đó không có về mắt nữa cái gì tay mà tưởng á phải đi chăng á nãy giờ mới ra ngoài đi nãy giờ mới ra xe chứ biết là cái nó tay xe đi chăng. Mấy xe đời mới giờ nó lại đau khổ á. Mấy chiếc xe của mình bây giờ nằm ngay chỗ ai, ngay chỗ ấy mình ảnh cái là lắp luôn. Xe con liêu là bồ này là khách. Đúng rồi, bồ cái này, cái đồ. Thay xe xong cái này tắt máy đi ra, nó tự động nó tự. Chiếc mắt là ánh quay của em, quạt từ nó tắt, có nghĩa là tự động lóc đi. Mấy cái xe chồng nó gì đó lóc. Về cái nó ra điện tử rồi bây giờ nhìn đắt máy thì gì như là phạt thôi còn gì nữa không hiện đại đâu còn gì nữa đâu hiện đại nó lóc hết rồi hiện đại là hải điện hôm nay cũng may mắn mát mẻ hả thì bên đây này nó sửa xe sao mà nó mang cái kích chưa về mày không được ha em ăn một thôi đây cái máy xe nghiệp xong chứ giữ chiếc xe chắc cũng hiện là chỉ có một mối hai năm xong rồi nó cũng vất rồi từ chạy được rồi tay máy thay đồ xong rồi bán về ngon phút tay của Tuấn đâu làm Tuấn chàng hơi cơ nào lần đầu tiên trong cuộc đời nó chưa bao giờ biến nó hơi nhà gửi thay không một rồi mình uống hụt ăn còn làm uống hụt. Thank you.
Mì uống với Hưng thì nhiều lắm rồi. Kiểu nó lên lúc ấy mấy chiếc VA đồ nó làm nó mua xong nó cái này chưa. Nó một lần là mình xin lấy cho Hưng. Chiếc kia nó bán nó một câu thôi. Chiếc chiếc mà Hưng anh nhiều đấy. Có mấy chiếc mua cho gia đình Hưng. Năm tháng 92 á mình học Hưng được có một câu, mình học cho tới giờ này nó vẫn chưa học được, vẫn chưa học. Hôm bữa nó tới nhà mình đấy nhở? Vì xin vì đây. Ở dưới miếu ca đang ngồi nhậu tưng bừng luôn nha. Bây giờ lại cái đứng lên như lẽ mà thôi xe mà lại thì nó đi lại cả thế nhà mình mất đi rồi được ăn gì. Là... mình đi lấy sáng rồi nhưng mà hay hay là cái đó ngồi cả mấy chục thằng đang nhậu tưng bừng vậy mà nó bỏ hay đấy mình thua nó cái đó đấy. Nhiều người chơi bạt mạng luôn bỏ lại luôn. Mình nghe cái ý định là kéo anh em lên chơi nó tầm hát một đoạn nó sẽ được. Ồ, đây, cho làm cái đỏ hát hay lắm á. Nghe chưa? Đi, thay vì đi, nếu mà không múc là cái kia thì mình... Phổ hát hay lắm á. Bây giờ đi xe bát thì hát. Phổ hát đặc biệt của bát cũng được, hoặc là đi xe. Rồi dẫm đi xe ok mà. Chơi nó hay, chơi tầm ok chứ như mình sao mà hát. Bạn chơi tầm thôi, chơi nó sao rồi. Không, đi xe nhà được rồi, mỗi người chết. Không, là cái chạy nó có bữa nào chạy tối không? Không, chạy tối không? Không, chạy tối không? Không, chạy tối không? Không, chạy tối không? Anh chỉ có rất nhiều, anh đang mấy người bảy là chạy tối đâu mình? Chuyến vừa rồi đi với tìm, anh nói ra, nó đóng xe, sẵn rồi thế thôi chứ đại diện mình tôi nói chuyện nha. Hello bà con ơi, à cho tôi nhờ bố nếu mà nghe được nha. Nhưng mà đi xem bạc thì anh biết rồi. Theo cái tưởng của anh bên hồi nãy đó là mình đề nghị là có thể đi tới những cái vùng nhà hàng Mirel toàn hay những chỗ nào mà có cái trà Việt Nam hẻo lánh và những lễ trọc mình tới đó hát lễ và đồng thời mình đi chung cái như sinh hoạt với anh em nữa thì tôi nghĩ là đó là ý tưởng cũng rất là hay. Thì tôi nghĩ ý tưởng của tôi đấy là thay vì mình nói là mình là cái trong trung tâm mình á là có ba câu đàn là quá nhiều rồi. Đúng rồi, tại sao mình không chia sẻ trong những lễ trọng chẳng hạn như lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh hay lễ những thánh lễ để trường đạo, tại sao mà không chia sẻ? Thì tôi nghĩ rằng nếu được thì các đoàn thánh linh cũng nên làm chuyện đó. Mình chẳng hạn thay vì hát lễ đây mình đi hát lễ những chẳng hạn như lễ cần hay những lễ nói là những cộng đồng Việt Nam mà hẻo lánh. Thì đó là mình đem niềm vui tới mọi người và đồng thời cũng đem niềm vui cho mình luôn. Đó là mình chia sẻ. Anh nói anh Hùng nói như vậy thì cũng tốt thôi, nhưng mà có điều mình phải theo cái lịch phục vụ của cộng đoàn nữa, bởi vì mình bị lệ thuộc vào cộng đoàn. Rồi, mình đi thì mình phải xin cha, nói cha chia sẻ, mình chia sẻ mà. Giống như là nói là nhà nghèo, nhà giàu chia sẻ cho nhà nghèo. Thì á, mình đại khái là cộng đoàn mình cũng là thuộc loại nhà giàu rồi. Có ba có làm rồi. Thì á, một cái đoàn đi trong những cái ngày mà lễ lớn á, thì mình đem niềm vui cho họ. Và đồng thời đem niềm vui cho mình luôn. Mình có nói thì nếu mà anh em mà nghĩ thấy được thì mình sẽ đề nghị anh Nguyên mình xúc tiến. Mình hết rồi này, anh chưa hết ai hết rồi. Nếu mà được như vậy đó,
nếu được vậy em đề nghị cha đây vị trí đây cho các bạn tình nhận nhất là điều gì phục vụ ấy cho các bạn mình mời cha cái xe bán xe bán ngồi đúng không mình đại diện cái cộng đoàn mà để đi chia sẻ mọi người giống như chị bình thường cái cha đi làm là sẽ đau vậy mình không dám nói mình như vậy nhưng mà cũng giống như một thằng đó mình chia sẻ xa quá không nói không nói cha là cha mang giáo nhân dân của cha về giao tình mấy người mà cho bọn cha cái trở đi nào biết quả bà con đi theo tôi cha nói giáo dân đi theo tôi bỏ lên xe chở đi hết nếu mình có sắp xếp chương trình như vậy đó thì cha sẽ lên như mình nói vậy lên đó thì cha sẽ hỏi nếu không có thì mình chia sẻ với cha những ngày lễ lớn đó cũng là tốt phải không thôi thì đó đấy tại vì khi đi lên đó đó thấy tội nghiệp mình thấy đó thì ta mới ý tưởng vậy tụi em thánh lễ anh Hùng mới biết có hai người Tây họ tham dự thánh lễ chung thế thì Tuấn ơi họ nhìn mình với một cặp mắt như là anh cũng biết đâu bọn em ở lại thêm hai lần là chả phúc khí lắm là cái gì người quá thấy thêm người chả trời ở lại hát có mấy người mà hát rồi chuông với là cái đàn nó set nghe nghe là tiếng đàn trong nơi mình luôn mà cái đàn set up toàn bằng trên computer giống như là trên phone trên computer mở bài nào ra là mở nhạc là phải hát y theo cái đàn nếu được thì anh bên đó bọn em coi một cái dịp nào có là nhưng mà chắc không có sớm quá vậy đâu tại vì anh Hùng tại vì đang tắm cái tư đi chơi mà đi Easter nhà cũng như đâu có thể là Noel thì ai cũng rảnh nhất sao không để cái chỗ đi em để cái mũ ra nữa Vân ơi Vân đâu ra nè ba ủa sao nói bác Khương mang đồ ăn tới đây rồi về đi làm nào hả? Ờ đúng rồi. Để đây ngồi chán đi. Sẽ chia ra, sẽ chia ra. Biếu biếu, ăn gì Khương đi về đi chứ. Không ai. Ăn. Ăn đi về đi cơ. Cứ vào đi cơ. Cứ đi. Cứ này trong vùng đại. Trong nhà có tủ đầy đủ, không biết có phải là cái gì đó rồi. Nhưng mà đừng để đây thôi nè, đây không cần đâu. Để dưới kia, mấy chị thôi chị đây. Ngồi đây đi. Tôi nói từ tuần trước. Anh ngồi đây. Nếu mà tập này mà nghĩ cái đó thì mình đấy em có cái gì đó không có cái 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 đó không có mẹ chưa hết hả? Ông cho bà con kêu anh. Thôi anh Tuấn đang chưa uống hết, anh đang nhảy qua bên đó ăn thôi. Đi đây, chuẩn bị lại sau bên đó. Đang kiểm tra. Tức là tụi em ở nhà chủ nó sẽ lưng.
chỗ đó, mấy chỗ gì chỗ đó ngay sau lưng của mày phá đi. Set up cái đó là cái quái đó. Bắt kỹ rồi. Nhà bên đó hả? Không nhắc luôn. Chơi vậy luôn. Không cũng mua đem rồi. Cái nhà nào mà cứ thả tưởng lên tới khi tâm cũng mua. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kiếm ghế ngồi. Cái này cũng phải bỏ. Cái này á. Cho nó lành sẵn chưa? Mày mua đó, mua lặng hay sao? Mày ăn con, mày ăn qua thôi, tự nhiên con ăn. Con ăn, con xuống đi cho con ngồi, ăn đi. Còn đây là ngồi nhau. Cho lấy đi, cái đĩa mang lên đây, nó ngồi nhặt được vậy. Mình coi là sợ gì nữa. Con uống rồi, chơi mở, nó không biết mày. Sao hai chai rồi? Không muốn nữa. Chẳng bụng ra. Cho miếng bánh này. À. Cái gia đình hiện tại của những người em không có chuyện thức tỉnh đó. Mình ngồi nhà này bỏ cầu đâu rồi. Cái này em đào xa xa chú Phong Minh Mạch. Chương trình là thật tâm kết nối như thế. Cần học về những cái người này. Không sẽ có thể đích thân đến đây bỏ cầu bánh. Em không có chờ anh chờ ban dưới đó liền. Các gia đình công giáo á, các gia đình thêm con nữa đi. Rồi cảm ơn chị. Mà đặc biệt là những gia đình anh em mình đây này. Đó là những cái bài học anh em mình cần phải học á. Bởi vì mình phải có Chúa đi. Không có Chúa là giăng hết. Không có Chúa là giăng hết. Rất là cảm ơn. Không, mình ngồi nhà mình nghe. Mình bỏ nhà mình. Ủa sao hai cha con không có khi nào là cha? Hai cha con hết. Một năm một lần hay là hai lần thì tốt. Giống như đi chơi chơi chung với nhau anh em ở chung với nhau. Có một năm một lần thôi thôi. Anh Minh đó tôi. Chúa nhà mình lớn mình hết. Mỗi một khi á. Yeah, nhiều khi trong cái đời mình chưa xảy ra này cũng có dễ mở phía cho anh chị chưa cảm thấy mà chưa cảm thấy đó là một câu chuyện đụng vô đi là biết. Cuối cùng mất cái tồn tại là mình nhìn thấy cái này là ba có cái sự cầu nguyện trong gia đình hết. Nếu không có là hút đi hết rồi. Tìm đâu đó, mình thật sự mình. Luôn luôn trong đầu mình ăn bay đi rồi nên giờ phải đi kiếm các tổ nào tại sao các tổ cũng uống cho nó hết.